Thưa quý vị và các bạn, văn hóa uống cà phê đã từ lâu ở Myanmar. Ngoài những quán cà phê giản dị ven đường vốn luôn tấp nập khách, thì các cửa hàng sang trọng cũng đang tạo ra sự bùng nổ lớn khi thu hút nhiều sự chú ý của du khách nước ngoài cũng như người dân ở đây. A change is brewing in Myanmar. Cửa ngõ vào Myanmar là cố đô Yangon, một thành phố kinh tế phát triển nhất ở đất nước này. Tại đây, các nhà hàng, quán cà phê sang trọng mọc lên như nấm. Những quán cà phê này nổi bật với thiết kế đẹp, hòa vào thiên nhiên xanh mát. Các bàn ghế đặt cách biệt lớn tạo không gian rất riêng và sang trọng. Đây được coi là một xu hướng mới, không chỉ thu hút những người thuộc tầng lớp trung lưu mới nổi của Myanmar, mà còn cả những người thu nhập thấp nơi đây. Nếu như đối với nhiều người, họ thích đến các quán cà phê vỉa hè để tụ tập, nói chuyện phiếm. Còn riêng tôi thích dành thời gian tại những cửa hàng cà phê yên tĩnh như này, nơi tôi có thể đọc sách, thư giãn thoải mái mà không sợ bị làm phiền. Tôi sẵn sàng trả chi phí gấp đôi một tách cà phê ven đường để có được không khí dễ chịu này. Trong vài năm trở lại đây, kể từ khi chấm dứt chế độ quân sự vào năm 2011, đã có hơn 20 quán cà phê sang trọng được mở ra ở Yangon. Với một đất nước đã bị đóng cửa trong nhiều năm, thì phản ứng tự nhiên của con người là họ muốn trải nghiệm những điều mới. Tôi tin rằng, chỉ trong khoảng 3 năm tới, ngành công nghiệp cà phê sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Hiện Myanmar đang là mảnh đất màu mỡ và được coi là một trong những thị trường cuối cùng chưa được khai thác ở châu Á.